Xin chào tất cả các bác nha. Chào các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con cháu. Chào cả nhà nhá. Này hai bố con cháu ra ruộng này mang mấy bơm ra để bơm nước để tưới bí các bác. Này trời nắng nóng quá các bác. Đất khô. Hai bố con cháu ra bơm. Cả trên kia nữa hả bố? Đây cũng chảy đổ lên không nhỉ? Chắc xong lại mang sang bên kia để bơm bên kia. Đây mạ nhà cháu rồi các bạn. Thì cũng chuẩn bị cấy rồi các bạn. Còn cái trên này là mạ nhà chú Đức này. Nhà mình với nhà chú Đức là gieo mạ cùng ngày hay sao bố? Thế là ngày nào cấy là cấy được cùng luôn đấy nhỉ. Đây bố cháu đang chuẩn bị máy đó. Đây, buộc vào cây thả xuống. Nên nếu mà nó cạn thì chắc phải làm tí cá chứ bố nhỉ? Để cạn xem cá thì làm chứ. Cạn còn cá thì làm chứ. Bơm cho nó cạn thử xem còn cá hay không đấy. Kiểm tra xem còn cá không. Xem mang cái cuộn dây điện này kia lên rồi lên cắm lên. Đây bố cháu đang bơm rồi các bác nhá. Cái này mà tôi chỉ đếm tí thôi nhỉ. Giống cả. Nó chảy nhanh nhỉ. Để các bác ơi, xung quanh nhà chỗ khu vực nhà cháu này thì người ta cấy xong hết rồi các bác. Cấy xong hết rồi. Cả dưới kia nữa này. Dưới kia cũng cấy xong rồi. Thì đẻ trứng rồi các bạn. Cháu vào nhặt nữa các bác nha. Đây có một quả đây các bác. Ở trong chuồng nữa, trong chuồng có mấy quả ấy. Cái trứng rồi bố ạ, mấy quả ấy. Để coi nhé. Ở đây này. Đây là trứng gà. Trong này 4 quả.
chỉ là 4 quả nữa, có to có bé luôn. Có quả rất là to các bạn nhé, có quả rất là bé. Đây các bạn ơi, có hai quả to lắm. Hai quả to này, này chắc con to đấy. Cái này toàn quả nhỏ thôi. Còn ba quả đấy nè. Đây quả nhà từ sáng. Chờ nó trứng nhiều rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 12 quả. Bây giờ đến tối vẫn còn đấy, vẫn còn trứng đấy. Nhiều phía đi chứ. Các bạn ơi, bây giờ hai con cháu đi xuống dưới chân núi này thì bán cái con gà nhà cháu nuôi ấy các bạn ạ. Nuôi nhưng mà nó bay được ra, bay từ cái đợt ở trong Tết ấy cơ. Nó bay ra xuống dưới chân núi này. Về được gần tháng rồi đó bố nhỉ. Gần tháng rồi đó. Phát hiện nó dưới rồi con chưa. Bây giờ thành cả gà rừng mới chứ. Giống được không? Nó được bay tiếp. Này cầm nó xuống để xem thử bắt được không. Thấy cho bố. Bắn được, bắn được không? À. Chú Đức đón bên kia đi. Chú Đức ơi đón bên kia đi. Nó lên chỗ bụi lau rồi chú Đức ơi. Dính cho bố. Nhá. Nó trèo lên rồi chú Đức ơi. Trong rừng này mắc cây, mắc lá, cả đá nữa. Bắn khó phết đấy. Nó bay vòng ra bên này rồi các bạn. Hôm nay chú Đức bắn nhưng mà trượt nó sợ chạy bay mất. Bay như này, nó bay như này làm sao mà biết ở chỗ nào nữa nhỉ? Chứ mà nó bay như gà rừng ấy. Không biết đâu chú ạ, nó bay vòng tít ra bên kia rồi chú. Nó vòng ra bên ngoài này rồi chú ạ. Dạ, nó vòng qua cái chỗ này. Vòng qua đây bay tít sang trên bên kia rồi. Ê, tài gì? Tít trên này à? Tít ở bên đấy rồi chú ạ. Cái vòng này về chỗ ấy này. Căng khoảng mấy bài chiếc cây nó vào chỗ này. Tài. Đây, đi xa là thất bại được ạ. Không biết nó chạy đâu. Bay xa phía đấy chứ. Không ổn. Thua rồi. Đó, có kịp cạn không bố? Kịp cạn rồi nhưng mà chắc không kịp rồi. Chắc muốn thì nhảy xuống thôi. Này có lấy cho bố hay là để nó cạn đó. Con vẫn còn thấy cá đấy. Rồi xuống làm luôn nhỉ. Để cạn nữa không bố? Để cạn nữa không? Giờ bố cháu sẽ xuống bắt luôn các bác nhá, không đợi cạn là tối. Xúc trong đường. Đấy ui. Mấy con đấy bố ạ.
đấy à. Ôi, tôi đi bên dưới, lưới dưới. Khó ăn dễ chua cặn này. Tôi bên dưới nhá, tôi bên dưới đấy, cả cái rô dưới đấy. Dạ. Cái treo rồi. Đấy, con đấy cũng được đấy. Cái treo với con cái rùa. Này đây, lấy con cá rô thôi chứ. Cái treo thì để lại. Nó bé quá. To các bác xem nha. Lấy không bố? Úi giời, mất con rồi. Cái gì đâu? À, trôi à? Ui, ui, con này to nhê. Trôi chép. Ôi. Ui, ui, ui. Sao lại dài trong mường đấy? Đại cuống đấy. Được, con này to hơn. Đéo đấy, thấy như này mà được con đấy. Cần đấy. Hay là thả chép lấy chuôi à? Con này to. Con sáu. Chuôi to đấy. Chuôi trắng. Chuôi trắng đấy. Ui à. Thôi. Nó dài phết nhỉ. Này nó mà to phải 3-4 cân. Ừ. Chưa to thì chưa to đấy. Bây giờ hai bố con cháu hay đi ha, cắt rau các bác nhá. Hôm nay thì không nướng nữa, hôm nay là làm hấp thôi các bạn. Hôm nay làm món hấp. Cả hai con mang lên hấp thôi. Nha, thèm lắm rồi. Lâu. Nướng thì cũng ăn nhiều. Nướng thì ăn cân nướng nhiều mà. Cá hấp thì lâu ngày ăn. Ăn cá hoa nữa hả bố? Cá này thái là thương lắm. Nướng mùi trâu. Ngải kiểu nào? Thêm ngải kiểu nào bố? Đang ngon rồi. Ngon nhỉ? Ít nhỉ? Cái này ra nhiều nhiều, mình cứ buổi sáng là bát mì tôm cho thêm cái này nữa thì tuyệt vời đấy con nhỉ. Giang trứng. Trứng. Đang lên. Nhiều cái này ăn càng ngon. Ngày là, hôm nay làm những loại rau gì đấy bố? Ngày cứu, tàu đu đủ, xả các thứ, các loại rau gì cho vào được. Cà vào hết. Cà rau tằm tiên đấy nhỉ? Ừ. Đây lá thì cũng đã cắt đầy đủ rồi các bác nhé. Hôm nay cho thêm cả măng vào bố. Ừ. Đây là măng đắng nhỉ? Vào đây, măng cây vầu. Măng đắng lắm ạ. Đây bố cháu thì đang rửa cá để chuẩn bị làm cá các bác nha. Này hấp với cái nồi tuyệt. Cái này cho nó rộng. Nồi chuyên hấp cá.
Rồi hôm nay còn loại rau gì nữa giờ cũng không tìm được nhiều, vừa đủ với ngải thiếu này, cà này, măng này, xả nữa thôi, xả nữa thế thôi. Đấy nó kiếm được một hai thứ rau nữa không? Nhưng mà bây giờ chưa có cái, mấy cái loại rau đấy. Đâu ấy, không có, bây giờ nó không có. Tầm tiên nhỉ? Đây có cả mười tàu nữa. Làm tí rau đồng nếu mà có nhỉ? Cải đồng ấy, có làm tí cải đồng rồi nữa. Cũng có cái đồng nhưng mà không có thời gian mà đi. Ui giời ơi, cắt được cái cải đồng đấy là một buổi chiều đấy. Nào đi kiếm một tí thì làm 10 lẩu cải đồng. Mấy cái cải đồng nó không có phải lúc nào cũng có đâu nhỉ. Mùa này đang có đấy nhưng mà người ta cày đùa rất ít đấy. Dầu thế này, cứ rửa lại măng quá. À, chào nha. Ê, không, anh đi ra cùng này. Ê, đi ra mừng mừng. Anh ra chế biến con cá của bố em. Làm món gì đấy giúp? Hốc, hốc thôi. Dạ, ừ, hai con thì thêm dầu vào ăn thôi. Cái chồi nó to phết đấy chứ. Ô, chồi trắng này to đấy. Chồi kép. Chồi kép thôi, còn chồi trắng này to đấy nhé. Ừ, chồi trắng. Dài phết đấy. Trời này ngon. Đây anh thì đang ướp nha các bác nhá. Cắt ra. Đầu đủ ra thế, nóng muối vị trí. Tiêu. Cho cả vào bên trong con cá này. Cho một tí nước không. Tí hấp bia. Hấp bia, hấp bia cho nó ngon. Này mình phải làm cho nó ngấm hết gia vị rồi các bạn. Cho vào từng ngóng ngay luôn. Mình cho xả lót bên dưới này. Lót ở trên này. Thôi, mà nó quẩy. Bây giờ làm cái dao này đập thì đâu. Nó không vỡ nhưng mà nó không vỡ nhiều. Thế thôi. Cá lên nó không dính rồi, dính lá nó cháy mất lá này. Để khét lên. Có ít lá quá không ấy? Không, tí nó để trên nhá. Dạ. Ui. Nồi này không vừa ấy chứ. Vừa chứ. To thế này là phải vừa. Ăn cái rồi nó cho vào luôn nhỉ? Cho vào đây luôn, cái rồi. Thì nó bơi bia luôn. Để bộ lòng các bác nhé. Lòng cái trứng. Trứng đấy. Mà thả ngoài kia không biết cho nó ăn cái gì nhưng mà nó to phết đấy chứ. Này là to đấy. Không không cho gì cho nó ăn nhé. Cùi đen nó còn lấy cùi trắng như này là to đấy. Chứ đen như này còn bé đúng không? Cái đen thì nhỏ. Thêm một lớp lá nữa là ok. Mình đổ bia vào để hấp. Lửa cũng gọi là ok rồi đấy. Cần hai con rô. Tí cho nó bơi bia luôn. Cho bia vào luôn anh nhỉ. Cho bia luôn. Bây giờ trời nóng rồi các bạn. Đi làm về mà được một lon này thì tuyệt vời. Xong cái trúng thưởng. Trúng bật cái kia thôi. Nhưng mà trúng bây giờ cũng hết rồi đấy. Không, trúng ở cái vỏ kia cái nhỏ. Này, có gì mà trúng. Trời lên bếp các bác nhá. Đổ lên này.
này tầm 2-3 phút là ok mà. Cái hớp này cũng nhanh nha nhỉ. Từ lúc thôi nó được tầm 10-15 phút ok. Được 9 rồi bố. Rồi. Ui giời. Đã khoanh giò nữa. Khoanh giò. Ui khói nha. Khói nghi ngút khói luôn. Hơi này nó mới chín chứ. Tuyệt vời đấy các bạn. Nhiều hơi nó mới chín được. Lâu ngày là món hấp này khi lại ngon đấy bố nhỉ. Ngon. Tiếng chắc tiếng. Mình đặt cho mâm. Thì cá được rồi nha các bác nha. Giờ là mang vào chuẩn bị là cho lên mâm nữa. Này cũng không nặng lắm đâu mà, sợ nóng rồi. Ôi nghe cái mùi hấp dẫn rồi. Sợ thấy toàn rau này nhỉ. Này mà là này các bạn, cá đầy cái xoong to luôn. Rồi cả cái món giò. Giò đây. Hôm nay cho nó chín. Cả cái món giò hấp nha các bạn nhé. Giò hấp lá đu đủ. Cả giò hấp rồi. Cả giò hấp. Đó, anh để mâm này đi em mang vào kiếm cái đĩa đi. Con cá hấp này là tuyệt vời đấy các bạn. Ui cái mùi thơm nha. Thì cho rau ra trước các bác nhé. Ôi giời. Thì hoan đủ không nhà chú? Lấy đủ không? Đủ. Hoa, mùa này ít hoa. Để làm tí hoa nữa nhá. Lấy con khủng đấy, cá rô. Chiều to có lỗi. Thơm. Nhìn cái chép này. Chép. Nhìn con. Chép chép. Được cái chùi. Vì dẫn mất phần bôi được sao ấy? Mày lại như thế. Trời. Từ lúc một bên là xúc bên đầu, một bên xúc bên đuôi, cái này cái hai cái luôn cho nó vào cái đuôi, cái mày còn xúc ở giữa xong cái gì nó mới là đuôi này nữa đi, đuôi xuống đuôi không anh? Có thể được đâu, còn có đuôi không? Đây em này, nhấp này, ui, này về từ từ cơ, từ từ, lấy lòng xong đấy, mình bị chống đấy nhá, to. Đấy, lên hơn, lên hơn. Ui dài. Các bạn định kiểu gì? Đấy, thế này ok chứ. Đấy, ui. Cái mâm to mà cũng dài hết cái mâm luôn nhỉ. Cái gì đấy bố? Cái trôi đấy chị ạ. To, trôi to lắm. Ui to thế. Rau đi đã. Ui trứng à? Trứng đấy. Rau với cái lòng. Lấy hết lòng đi anh, không nó nát rồi đấy. Ừ, ngon. Đấy, chú làm cái đấy rồi đấy. Từ từ thôi, đấy. Lần bộ lòng một góc nữa. Này các bạn. Ok rồi. Còn để cá chép nữa chứ anh nhỉ? Còn cá chép nữa chứ. Wow. Thôi xin mời tất cả các bác cùng dùng bữa gia đình cháu nhá. Xin mời tất cả các bác nhá. Cực kỳ thì ngon thôi. Món giò xem có đậm đà không? Đã. Muối mét thế nào cũng tôm đi con. Quá trời buồn. Ngon.
Anh cũng phải làm thử đấy chứ, hôm nay là anh chế biến đấy còn gì nữa. Xem nó có đủ khẩu vị không nữa. Anh tâm đầu bếp à? Đấy thì chắc là ngon là đúng rồi. Mày ở nhà nhá. Bác à, bác cơm con. Ăn cái gì con? Ăn cơm với cái gì nhỉ? Nói chung là mắm muối mì chín là vừa trong rồi. Vừa đấy, vừa trong rồi. Bỏ cá đi nào. Đặt gia vị này, món rau này ngon quá. Thích ăn rau. Xong đang đặt rau. Đấy. Tết mày ăn nhiều thịt quá, ra Tết là ăn rau luôn. Ăn một cá này đi. Ăn luôn cá. Cá chép nhỉ. Chép. Cái chép nuôi ngoài chỗ đấy tuyệt vời. Ngon lắm. Lấy cái bát kia ta bắt con đấy. Đấy. Xương đây rồi góc. Phê phê một tí gắp chúng cả xương. Vừa không bố. Trong này chắc là động lắm đấy. Chắc trong này sẽ động hơn đấy. Ủa ôi. Cái này cái đá nha. Mấy bạn nhá. Ừ, nóng. Làm nó bộ lòng mấy người nhá. Trời vời đấy. Ê, chưa lòng mới vào nhá. Xin mời các bạn nha. Em nhá, mọi người nhá. Xin mời các bạn nha. Cái này thảo làm đó. Vâng. Chi đấy. Kiểu chảy với sứ sở. Kiểu chi đấy, Hàn Quốc. Ờ ạ. Hàn Quốc Hàn Quốc luôn. Đua cây. Đủ vị luôn, nó không bị nhạt thì ừ. Mua quá đâu. Cái này ăn tay quá luôn. Ăn mì tôm mà cho vào được mà. Ăn mì tôm ngon lắm, nó làm vào mì tôm. Cứ cho mì tôm thì tuyệt vời, anh muốn kiểu chi. Thế bà này ăn mái mà mình không biết bỏ. Ăn mì tôm cực ngon đấy chú ạ. Mì tôm ăn ngon lắm. Ngon. Món rau này. Thế ông mai rồi, con xuống ăn con mình chào buổi sáng nhé. Ừ, okay. Thì tôm còn. Con chú phép ông nhá. Em mời anh đấy. Nhanh nhanh nhá. Rồi, xin phép anh nhé. Nhá. Ngon rồi. Thế là nhìn nhau rồi. Ngồi. Đó, con mời anh rồi. Anh nhá. À. Quá tuyệt vời. Đi lấy cá đi. Không đắng nhé. Này còn non đấy chứ. Cây non. Tưởng như lá non nó lại đắng hơn lá dài. Nghe chưa con? Lá non lại đắng. Đấy, lá dài. Mong ơi, mở ra thêm. Vừa Tết xong mà được bữa rau này tuyệt vời đây nhỉ. Con gì bằng nữa. Còn cái món đắng đắng cá đắng nữa. Cái này mà mình trả dầu ấy. Không có hai ăn dầu dầu. Con dầu thì nếu mà hái được ký dầu cài đồng vào nữa thì ngon. Lại chú với lại con này chú như sử dụng thôi. Măn, măn, dầu, trà, trà. Em đâu rồi à, sức khỏe nhỉ. Ăn thôi. Thôi à. Một tí là nguyên tí. Thôi, một tí là uống con chứ. Đấu à? À đấy chưa? Còn như thế này. Rồi cháu cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con cháu nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác nhá. Cảm ơn nhá.